Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ có cường độ suy yếu chậm và rút về phía đông. Thời tiết Kiên Giang 24 giờ qua phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động ở mức từ 23 cho đến là 33 độ. Dự báo hình thế thời tiết của Kiên Giang trong 24 giờ tới, ảnh hưởng bởi rìa phía nam áp cao lạnh lục địa có cường độ tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động ổn định. Thời tiết Kiên Giang 24 giờ tới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất là 23 cho đến 25 độ và cao nhất là 31 cho đến 33 độ. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho toàn khu vực của tỉnh Kiên Giang. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực thành phố Rạch Giá. Khu vực này trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngày sẽ dao động ở mức từ 22 cho đến là 33 độ. Khu vực thành phố Hà Tiên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động ở mức từ 24 cho đến là 33 độ trong ngày. Đến với các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đất, ở ba huyện này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngày dao động ở ngưỡng từ 24 cho đến 33 độ. Tiếp tục đến với các huyện Châu Thành, Tân Hiệp và Dòng Riền. Thưa quý vị, thời tiết ở những khu vực này, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngày sẽ dao động ở mức từ 23 cho đến 32 độ. Tiếp đến là các huyện Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Đối với các huyện này, thời tiết trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngày sẽ dao động ở mức từ 23 cho đến là 32 độ. Đến với khu vực thành phố Phú Quốc, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trong ngày dao động ở mức từ 24 cho đến là 32 độ, độ cao sóng dưới 1,25 m, biển bình thường. Đến với khu vực vùng ven bờ Kiên Giang, Nam Dù, Phú Quốc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trong ngày dao động ở mức từ 24 cho đến là 32 độ, độ cao sóng dưới 1,25 m, biển bình thường. Khu vực Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trong ngày dao động ở ngưỡng từ 24 cho đến là 32 độ, độ cao sóng dưới 1,25 m, biển bình thường. Đến đây thì bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.